Xin chào các anh chị, rất là vui được trở lại với anh chị. Cái nội dung rất là hay của ngày hôm nay là phương pháp đầu tư chứng khoán theo dòng tiền. Và đây là gì? Các anh chị có thể là nghe cái mấy cái chữ là phương pháp đầu tư dòng tiền này rất là nhiều rồi, và có rất là nhiều cách diễn giải, có rất nhiều cách diễn đạt. Tuy nhiên là mình hôm nay mình chia sẻ cho các anh chị một cái cách tiếp cận khác. Hàng ngày thì các anh chị có xem các cái bản tin về nhận định thị trường, phân tích các cổ phiếu theo cái góc nhìn từ thóc chứng khoán. Và các anh thấy là thao chứng khoán thực sự là sẽ cái mục tiêu hướng đến của mình sẽ khác biệt với tất cả các cái kênh khác, tất cả những cái nội dung khuyến nghị khác, khác biệt với tất cả những cái nội dung chia sẻ khác. Bởi vì sao? Mình muốn cho anh chị nhìn thấy đầu tư chứng khoán dưới một góc độ rất khác. Nó thực sự là đơn giản, chúng ta chỉ dùng các cái cách tư duy của toán học lớp 4, tất cả chỉ là cộng trừ nhân chia, những cái thứ rất là đơn giản, tuy nhiên là sẽ mang lại cho chúng ta một cái kết quả hiệu quả. Ở đây thì thông qua các bản tin anh chị có thể xem xét lại. Ngoài ra thì lát mình sẽ làm một số ví dụ để các anh chị có thể kiểm chứng. Ngoài ra nó rất là minh bạch, bởi vì nó không phải là các cái chỉ báo rất là siêu cao cấp, mà các anh chị thấy nó chủ yếu là các cái công thức rất là toán học, rất là đơn giản thôi. Thì các anh chị có thể nhìn thấy nó đơn giản, hiệu quả, minh bạch. Và khi ba cái này nó xảy ra thì các anh chị có thể đo lường được. Tức là thao chứng khoán mong muốn đưa lại cho các anh chị những cái thông tin, những cái nội dung thực sự rất đơn giản. Đơn giản đến nỗi mà chúng ta hoài nghi về cái sự đơn giản đó. Anh chị ạ, thì đó là chính là các cái tiêu chí các anh chị có thể xem ở trên các cái mô tả của thao chứng khoán á, là chúng tôi là chia sẻ cái sự đơn giản, minh bạch và hiệu quả trong giao dịch chứng khoán. Và đây sẽ là những cái lời giải đáp, nó sẽ là những cái chia sẻ cho những khó khăn trong việc mà các anh chị đầu tư chứng khoán. Có rất là nhiều cách tiếp cận đầu tư, các anh chị có thể đầu tư phân tích giá, đầu tư theo phân tích cơ bản, đầu tư giá trị, đầu tư tăng trưởng, đầu tư rất nhiều các cái phương pháp, đúng không ạ? Và trong các cái phương pháp bản tin hàng ngày của mình thì có hướng đến ba cái nội dung là đầu tư theo dòng tiền, đầu tư theo Ken Slim và VSA. Bản chất nó là cái gì? Đây có phải là ba phương pháp hay không, hay nó là như thế nào? Thì mình hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các anh chị thấy là cái phương pháp đầu tư dòng tiền ở đây là gì. Thực tế trong ba cái này thì khi mình ghép lại thì nó là một. Bởi vì sao? Thứ nhất là đối với phương pháp đầu tư dòng tiền là chúng ta xem các cái diễn biến của các cái cổ phiếu, diễn biến của thị trường chung, dòng tiền có vào hay không, về giá cả có tăng hay không. Khi dòng tiền vào, nó là những cái dòng tiền tích cực, thì thực sự giá nó phải tăng, đúng không ạ? Thì thông qua những cái việc mà chúng ta nhìn vào các cái diễn biến về giá, nhìn vào cái diễn biến về khối lượng, thì chúng ta sẽ xem là đây là các cái dòng tiền của những nhà đầu tư thông minh hay là dòng tiền của những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ. Đấy. Và khi dòng tiền đó thì chúng ta chuyển hóa theo cái cách phân tích Ken Slim hay VSA. Bản chất là Ken Slim hay VSA nó vẫn là một cách tiếp cận vấn đề. Nó chỉ là hai cái khúc đoạn khác nhau trong cái giai đoạn chúng ta lựa chọn cổ phiếu, chứ bản chất nó là một, các anh chị nhé. Thì hôm nay mình sẽ đi phân tích cũng như chia sẻ với các anh chị một cái phương pháp đầu tư dòng tiền rất đơn giản, thông qua một cái ví dụ cũng như là một cái back test, anh chị nhé. Đấy, thì phương pháp đầu tư dòng tiền ở đây là như thế nào? Đi, mình sẽ đi cụ thể về cái này. Thứ nhất là chúng ta sẽ nhìn vào cái dòng tiền của thị trường. Thứ hai, chúng ta sẽ nhìn vào cái dòng tiền của cổ phiếu. Và thứ ba, nhìn vào dòng tiền của dòng cổ phiếu nhé anh chị nhé. Và nhìn vào phòng dòng tiền của cổ phiếu và các cái cổ phiếu anh chị em. Thì chúng ta nhìn một cách nào? Đương nhiên là những cái này nó sẽ có hai cái đặc tính thể hiện, đúng không ạ? Thứ nhất là liên quan đến cái điểm số giá trị tuyệt đối, cái tăng điểm số so với những ngày hôm trước, so với những cái phiên liền trước, đúng không ạ? Cái nhất, cái thứ hai là về khối lượng giao dịch. Thì các anh chị nhìn thấy dòng tiền vào, khối lượng tăng, vậy thì nó là một cái dòng tiền tích cực cho những cái đó. Thì mình sẽ tiếp cận theo cái hướng đơn giản. Đây là mình sẽ dùng Ami Broker, mình sẽ backtest cho các anh chị nhé. Thì mình sẽ kiểm chứng một số giai đoạn thị trường để chứng minh cho các anh chị thấy là với cái phương pháp đầu tư dòng tiền này, chúng ta sẽ luôn luôn có một cái lợi thế dương. Có một cái lợi thế dương nhé. Tức là đây là chúng ta có thể chiến thắng được thị trường một phần nào đấy. Và đây, đối với thị trường, thị trường thì thông thường là mình, các chị có thể xem các cái nội dung về đánh giá thị trường, thì cái tư duy của mình ấy, là những cái giai đoạn thị trường dương là những cái giai đoạn mà thị trường là về nó phải hoạt động trên cái đường trung bình MA20, anh chị nhé.
Có thể là sau một nhịp downtrend thì nó sẽ phải có ngày bùng nổ theo đà, nó sẽ phải test lại và nó phải vượt lên, nó phải đi lên. Tuy nhiên cái mà mình chia sẻ cho anh chị đơn giản nhất là chúng ta sẽ lựa chọn cái giai đoạn thị trường này này là trên MA20 anh chị nhé, một cái giai đoạn là MA20 mình sẽ đi theo. Đúng. Rất là đơn giản để các anh chị có thể thấy dòng cổ phiếu ở đây thì anh chị chọn có nhiều cổ phiếu và nền tảng tốt. Nền tảng tốt thì chúng ta sẽ nhìn bằng mắt, nhưng mà nó sẽ là tăng giá tốt. Đấy. Xu hướng lên kênh trên. Tức là những cái điểm gì? Các anh chị sẽ thấy dòng cổ phiếu này nó sẽ là đi lên. Tương tự dòng cổ phiếu như vậy thì các cổ phiếu nó cũng phải là ok như vậy. Và tất cả những cái thế này nó đều phải đi lên. Đúng không ạ? Và khi đi lên thì các anh chị sẽ tham gia trong cái giai đoạn từ 3 đến 5 ngày đầu tiên của mỗi một sóng thị trường anh chị nhé. Thì mình sẽ backtest cho anh chị để các anh chị thấy rằng là chúng ta hoàn toàn có thể một góc nào đó chúng ta có thể chiến thắng là thị trường. Ok. Đây là chỉ số VN Index anh chị nhé, điểm số VN Index. Thì cái ngày mà chúng ta nói oang oang của cái sóng gần đây này, mình sẽ nói là cái ngày 30 tháng 7 này. Các anh chị xem lại các cái clip gần đây thì thấy là mình bao giờ nói là ngày 30 tháng 7 là ngày mà nó vượt ít nhất là vượt MA20. MA20 được một đỏ. Ngoài ra nó có một số tiêu chí khác, nhưng mà trong nội dung này thì mình sẽ không đi vào vì nó sẽ mất thời gian. Đây là ngày chúng ta bắt đầu mua vào là ngày 30 tháng 7 và ngày chúng ta bán ra sẽ là ngày hôm nay là ngày 20 tháng 8. Ngày hôm nay là ngày thị trường thủng MA20. Thứ hôm nay là thủng MA20 vào cuối tuần thôi, khá là rảnh cho nên mình sẽ làm cực clip này mình chia sẻ với các anh chị. Đây. Ngày chúng ta vào là ngày 30 tháng 7. Khi mà thị trường chung vượt đường trung bình MA20 thì chúng ta bắt đầu tham gia vào, và chúng ta tham gia vào, đúng không các anh chị, thị trường đây chúng ta tham gia trong vòng 3 tới ngày 5 ngày đầu tiên, tức là kể từ ngày đó chúng ta sẽ tham gia thêm trong vòng 3 đến 5 ngày, tức trong vòng một tuần đầu thôi, bởi vì tuần sau chúng ta sẽ không tham gia, vì bản chất phương pháp dòng tiền là gì, là chúng ta sẽ phải mua đuổi. Tất nhiên là thực tế thì có thể chúng ta sẽ mua các cổ phiếu mà nó gần nền. Nhưng mà ở đây trong trường hợp này mình đang nói trường hợp chúng ta mua đuổi. Ta gọi là dòng tiền là phải đuổi mà. Một khi dòng tiền vào là nó giống như một dòng nước. Giống như một dòng nước tràn vào thì bắt buộc chúng ta sẽ phải đuổi. Đúng không ạ? Đây thì mình sẽ test một khúc này các anh chị nhé. Từ 30 tháng 7 cho đến 20 tháng 8. Mình sẽ bôi cái này thành một nhịp cho anh chị xem. Nhé. Mặc dù là cái giai đoạn này á, thực ra thì đối với VN Index thì nó cũng chỉ tăng được có 1,5% thôi, rất là khiêm tốn. Nhưng mà trong giai đoạn này thì chúng ta sẽ mua được các cổ phiếu nào? Đây mình sẽ điển hình ngày 30 tháng 7 nha anh chị nhé. Mình sẽ chạy này. Mình sẽ ích, anh chị chờ một chút. Cái này thì các anh chị không lo là nó vẽ lại chạc hay nó như thế nào. Đây không phải là một cái sự gọi là anh chị nếu mà hiểu về phân tích kỹ thuật á, sẽ có rất nhiều các công cụ mà nó mang chất là lừa đảo. Tức là rõ ràng là ngày hôm nay nó xảy ra cái tín hiệu cần phải bán nhưng nó sẽ không hiển thị đâu, mà phải 3 ngày sau khi mà nó rơi hẳn á thì lúc đấy nó quay trở lại nó mới vẽ cho ngày hôm nay, tức là tiếng Anh nó gọi là repainting, tức là những cái chỉ báo mà nó vẽ lại anh chị nhé, nó vẽ là vẽ sau, tức là có đáp án sau thì nó sẽ vẽ lại cái cũ. Như vậy đấy là những cái sự lừa đảo nhá. Thì đây nó sẽ là thống kê thôi, đây chỉ là thống kê thôi các anh chị nhé. Mình chọn đây là những các cổ phiếu tốt nhất, các cái dòng tiền nó sẽ vào, đúng anh chị đấy, và có những cái việc bùng nổ cổ phiếu và chọn những cổ phiếu vị thế mạnh. Đây thì mình đây sau khi có cái này rồi thì là chúng ta mới chọn ra được các cái cổ phiếu có dòng tiền vào các thứ thôi. Thì bây giờ chúng ta phải chọn theo ngành nghề nữa. Đấy. Chúng ta chọn các cổ phiếu mà tăng giá mạnh nhất trong cái giai đoạn đó, thì mình đang chọn ở trong vòng 10 ngày các anh chị nhé, từ cổ phiếu này tăng trong vòng 10 ngày nhiều nhất. Đấy. Đấy thì đây là những cổ phiếu mạnh nhất các anh chị nhé. Thì ở đây sau khi mà các anh chị là qua bước 1 á là các anh chị có thị trường rồi, các anh chị có thị trường rồi nhé. Bây giờ chọn đến cái lọc này này là các anh chị có rất nhiều cổ phiếu rồi, nhưng mà chúng ta phải chọn dòng đã. Chọn dòng thì chúng ta chọn dòng nào xong chúng ta mới chọn cổ phiếu, thì chọn những cái cổ phiếu mạnh nhất. Đấy, cổ phiếu mạnh nhất nhá. Thì các anh chị chọn đây là dòng, ở đây thì có mấy dòng thì mình thấy là ví dụ có bất động sản này, hóa chất chuyên dụng này, xây dựng này, hết rồi, mấy cổ phiếu này thì yếu hơn, cho đến đây đi, mình chọn đến đây thôi.
dịch vụ đầu tư này. Đấy thì các anh chị nhìn trên đối với bất động sản nhé, thì các anh chị chọn đây là ngày 30 tháng 7 anh chị nhé, nó không phải là ngày hôm nay đâu nhé, tức là chúng ta backtest tại cái ngày 30 tháng 7 đấy. Đấy thì các anh chị thấy có nhà Từ Liêm này đúng không, tăng rất là mạnh luôn này đúng không. Tất nhiên đây nó là cái lọc mang rất là thô sơ nhé, mình chưa nói gì đến Ken Slim hoặc là viết A đây cả, đây chỉ là nguyên đơn thuần về mặt dòng tiền thôi. Các anh chị nhìn thấy có phải đây nó mang lại cho anh chị lợi nhuận không? Nếu các anh chị mua ở đây cho đến nay, ngày hôm nay các anh chị bán thì các anh chị kiếm được cái lợi nhuận là 11%. Tuy nhiên là chúng ta sẽ bán ở phía trên này, bởi vì chúng ta bảo các cổ phiếu chạy thì khi chúng ta bán có thể là khi thủng MA10 thì hôm nay sẽ là phiên bán, hoặc là có một uptrend cộng một down thì chúng ta sẽ bán ở phía này. Đấy thì có phải là NTL là các anh chị chiến thắng đúng không? Tiếp cổ phiếu thứ hai là HDC, các anh chị có phải chiến thắng đúng không, bởi vì các anh chị có lợi nhuận. Đây các anh chị có thể nhìn vào đây này, 7,4% này. AGG này thì các anh chị lỗ nhé, bởi vì AGG nó là cổ phiếu bo cung, cổ phiếu này thì nó không hoạt động theo cái nguyên lý cung cầu của một cách thông thường. DDG thì cơ bản các anh chị thấy là nó sẽ sideways. Đấy về phần cứng nhá, CMG này các anh chị có phải chiến thắng không? Tất nhiên là mua đây là hơi bị cao rồi, điểm mua của nó ở đây cơ. CMG là các anh chị mua là hơi bị cao, nhưng mà là cổ phiếu chiến thắng. VTP thì đây là cổ phiếu chúng ta sẽ thua nhá, nó là công trình Viettel. Thực tế các anh chị sẽ phải bán khi nó thủng MA10 đây rồi. Các anh chị mua đây và nó sẽ các anh chị sẽ phải bán ở đây. Tất nhiên là ở đây nó sẽ báo lỗ là 9,7%, nhưng mà thực ra không phải, chúng ta sẽ bán sớm hơn nhá. Cái lỗ 9% là kể từ ngày 30 tháng 7 cho đến ngày hôm nay là 9,4%. Tiếp ELC các anh chị mua đây các anh chị có phải chiến thắng không? GMD các anh chị có phải chiến thắng không? Các anh chị mua đây, các anh chị bán ở đây rồi thì các anh chị chiến thắng đúng không? Hóa chất chuyên dụng DPM có phải tìm được đúng siêu cổ phiếu đúng không? Cổ phiếu VIP luôn, chạy nước rút. DCM cũng chiến thắng đúng không anh chị? Đấy. Tiếp BFC cũng chiến thắng. PLC cũng chiến thắng. Đấy. Ngân hàng các anh chị mua được NVB chiến thắng. Nước giải khát các anh chị mua ở đây, các anh chị bán đây thì các anh chị huề. Tuy nhiên là cổ phiếu này thì nó chạy quá sát nền rồi. Về bản chất nếu chúng ta mua, chúng ta sẽ mua những cái phiên sớm hơn, hoặc là chúng ta sẽ mua nền trên, chứ mua đây thì nó sẽ hơi ở trung chiêng. Đấy. Đây QNS có phải các anh chị cũng chiến thắng đúng không? VCS các anh chị cũng chiến thắng, nhưng mà hơi sát nền, nền ở chỗ này để mua nó ở đây. Đấy. SCG các anh chị mua đây và hôm nay ở đây, thì ở đây chúng ta sẽ, thực ra chúng ta sẽ bán ra sớm hơn và chúng ta sẽ không lỗ 8,1% đâu, mà chỉ lỗ khoảng 4-5% thôi. Mà hơn nữa nó xa nền như này thì rất là khó để chúng ta mua. Đấy. MST các anh chị mua đây, các chị thấy nó vẫn lên đúng không? Ít nhất là lãi 3,3%. ADG này thì là cổ phiếu kênh dưới, sẽ không bỏ qua. Đấy. TNH các anh chị có phải đúng không? Cũng mua đây cũng chiến thắng đúng không? DVN cũng chiến thắng đúng không? CRE cũng chiến thắng đúng không? KDC thì nó là cổ phiếu, nó sẽ là đi ngang, các anh chị sẽ lỗ 3,4%. Như bản chất đây nó sẽ là cổ phiếu mà nó chưa chạy, hoặc nó các cái mô hình tích lũy nó không rõ ràng. Khi đó thì tất nhiên đây chúng ta sẽ phải kết hợp với các cái Ken Slim và viết đây để chúng ta luận giải thích thêm anh chị nhé. Đó thì chúng ta đây các cổ phiếu tốt nhất là đến đây thôi. Các anh chị bây giờ mình sẽ test tiếp. Vậy thì các anh chị thấy là cái sóng vừa qua là dùng cái phương pháp dòng tiền thì hoàn toàn các anh chị có thể có những cái lợi nhuận. Đấy. Mình mặc dù là sóng rất là ngắn nha anh chị nhé, mặc dù là sóng rất là ngắn mà VN Index chỉ tăng được có 1,5%. Mình sẽ đi một cái đoạn khác. Các anh chị nếu mà mình test cho các anh chị cái đoạn này thì đúng là nó sẽ là hơi không công bằng, đúng không? Bởi vì đoạn này nó tăng rất mạnh, nhưng thôi mình sẽ test một đoạn như này cho các anh chị xem nhé. Ví dụ các anh chị thấy là đây, cái phiên này này, đường MA20 là đường màu đỏ nhé, nó rơi xuống MA20 này, phiên này là phiên hồi này, phiên này là hồi đầu tiên sau MA20 này. Đấy, đây là ngày mua này, còn đây là ngày bán này, các anh chị đồng ý không? Ngày mua là ngày mùng 10 tháng 5 và ngày bán là ngày mùng 6 tháng 7. Vậy chúng ta sẽ xét ở chỗ này là ngày mùng 5 tháng 10, mùng 10 tháng 5, đúng không? Đấy, tiếp đây là mùng 5 tháng 5 mùng 10. Ok, mình chạy tiếp anh chị nhé. À, cái này á, tại sao mình gọi nó là dòng tiền? Bởi vì thực sự nó là thống kê nha anh chị nhé, nó là thống kê tại cái ngày đó. Cho nên là không có một cái gì có thể là sửa đổi hoặc là thay đổi được. Đây nó là kiến thức và nó là cái kinh nghiệm đầu tư anh chị nhé.
chạy nó hơi lâu một chút tại vì nó phải giả soát hết các cổ phiếu. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn xem cái giai đoạn này này, mình kéo đây cho anh chị nhìn dễ nhìn nhé, xem chúng ta lựa chọn thì các cổ phiếu chiến thắng hay không. Ngày 5 tháng 10 nhé, chỗ này các anh chị thấy đây là 5 tháng 10 đúng không, chọn các cổ phiếu tốt nhất này, các cái tăng về khối lượng này, tăng về điểm số này, dòng tiền vào này, và xu hướng lên tốt này. Đấy, thì các anh chị nhìn nhé, bây giờ mình sẽ lọc theo ngành này, mình sẽ lọc theo các cổ phiếu mà tăng giá mạnh nhất này. Đấy, thì các nhìn đây thì các anh chị sẽ, chúng ta sẽ tính từ trên cùng nhé cho đến đây. Nhá, thì các anh chị thấy này, cổ phiếu này tăng bao nhiêu phần trăm? 47%. Từ đây đây là CSC này, FPT là bao nhiêu, FTS là bao nhiêu? 119%, 119,3%. Các anh chị có nhìn đây này. Đấy, thằng này là 61%, VC là 61% này. Thằng Everest này là 75% này. Đấy, HAH này 25% này. GMD là 26% này, đoạn này khủng quá đúng không anh chị? Có mỗi cái con DHC này thì là tăng kém thôi, thì được vẫn được có 1%. Đấy. Cổ phiếu này là TSC này thì nó lên từ đây nó lên đỉnh xong nó rơi rồi. Thì tất nhiên chúng ta sẽ phải bán ở đây, nhưng mà cũng là thành công. Đúng không các anh chị? Những cái cổ phiếu như này thành công, LTG này các anh chị mua ở đây. Đây là mình chưa nói đến gần nền hay xa nền nhá. Chúng ta khi mà dùng viết đây chúng ta mua chúng ta sẽ khéo léo hơn một chút nữa. Đấy, Đức Giang này các anh chị đây. Ở đây các anh chị bán đây. Các anh chị cũng được 11%. Techcombank được bao nhiêu phần trăm nhỉ? 12%. HDBank là được 9%. CTG là được 8,3%. MBB là được 20,8%. 26. Nói chung là đấy, đến đây là hết. Thì anh chị thấy nó rất là khủng luôn, gần như tất cả đây này toàn dương hết này. 20, 26, 48, 12, 1 này rất là kinh. Đoạn này thì không phe đúng không? Mình sẽ chọn một đoạn khác cho các anh chị nhé. Mình chọn một đoạn khác đi. Mình chọn một đoạn nào rất là ngắn cho các anh chị nhé. Đoạn này này. Đoạn này đi. Mình cho anh chị xem một cái đoạn này nhé. Ngày này có phải là ngày tòi lên MA20 đúng không anh chị? Ngày này này. Và ngày rơi MA20 là ngày này đúng không anh chị? Đấy, chúng ta chọn ngày này nhé, đoạn này là rất là ngắn. Bản chất là VN Index đợt này nó chỉ tăng được có 0,5% thôi anh chị nhé. Chơi thế này cho nó công bằng, chứ chơi cái đoạn hôm nãy thì nó ngon quá, toàn cổ phiếu chạy nước rút thì nó không fair. Mình chơi đoạn này cho anh chị nhé. 2 tháng 2 ngày 17. Ok, đây là tháng 2 ngày 17 anh chị nhé. Chúng ta sẽ lại tính đến đây. Xperer. Cái phương pháp này là phương pháp rất là lượng hóa anh chị nhé. Thì khi mà chúng ta dùng cái phương pháp dòng tiền này này thì chúng ta sẽ dùng nó để làm gì? Chúng ta sẽ xác nhận lại được cái thị trường chung, tức là đầu tiên là chúng ta sẽ giả định là thị trường chung đi lên, sau chúng ta đi tìm các cái cổ phiếu và các cái dòng cổ phiếu. Khi chúng ta thấy các cái dòng cổ phiếu và các cổ phiếu tốt rất là nhiều, rất là mạnh thì chúng ta bổ trợ để confirm lại, xác nhận lại cho cái thị trường chung. Đấy, thì khi tổng hòa ba cái này nó sẽ chạy cùng một lúc. Tại sao các anh chị thấy bao giờ mình cũng phân tích thị trường rất là đơn giản, rất là thô sơ. Sau đó mình sẽ dùng lại các cái cổ phiếu, các cái dòng cổ phiếu để mình xác nhận lại cái đó. Đúng không? Bởi vì ba cái này nó chính là một, đây là con gà, đây là quả trứng, đây là con gà, đây là quả trứng. Nó vẫn là một thôi. Thị trường và các dòng cổ phiếu, các cổ phiếu chính là con gà và quả trứng anh chị nhé. Đây, đoạn này tiếp mình các anh chị chọn cho bet này. Dòng tiền này. Điện đây mạnh nhất đi. Đấy các anh chị nhìn đây. Đây nhá. Chúng ta bắt đầu mua ở đây nha anh chị nhé. Và chúng ta đây. Các anh chị có phải chiến thắng không? Thế giới số này tăng 32%. Thằng nào đây? BSR tăng 33%. Các anh chị nhìn đây nhá. Đây nhanh. S99 tăng 20%. Đây là mình chỉ nói là tăng từ cái chỗ này này sang cái ngày đỏ này, chứ thực ra chúng ta sẽ bán ở đây này và chúng ta sẽ có cái lợi nhuận cao hơn anh chị nhé. Tức là từ ngày xác nhận thị trường vượt MA20 đến ngày thị trường thủng MA20 thì giá cổ phiếu tăng bao nhiêu,
Thực ra chúng ta sẽ chốt lời ở trên này nó sẽ cao hơn. Anh chị nhé, mình sẽ tính như này. Để tiếp, yield này 23%, à 12,7%. Tiếp 22 LTG 22,4%. Cái này âm 8,6% thì cổ phiếu này lỗ, bởi vì RE này chúng ta đang mua trên đỉnh, nó đang chạy nước rút. Thực tế thì chúng ta sẽ mua ở chỗ khác, không ai mua khi mà nó chạy nước rút như này cả. VIB là 16%, HPX là âm 15,6%, nhưng thực ra chúng ta sẽ bán ở đây khi mà nó thủng mà A10 đấy anh chị nhé. Và không ai mua cái cổ phiếu mà nó đang chạy tít hút ở trên này. Bao giờ chúng ta cũng phải có nền, chúng ta sẽ mua những cái phiên này anh chị nhé, và chúng ta sẽ mua phiên này hoặc phiên này. Nó là phiên đầu tiên lên từ nền, đấy là gọi là muộn nhất. Còn thông thường là chúng ta sẽ mua trong nền anh chị nhé. Đấy. Tiếp này, gas này là lãi 3,7% này, đúng không các chị, ở đây và lên đây. BBVS hết rồi, hết các cổ phiếu tốt nhất rồi. Đấy. Thôi mình sẽ chọn thêm một cái đoạn nữa để cho các anh chị xem, cho các anh chị một đoạn nào vớ vẩn một tí đi. Những cái đoạn này đẹp quá thì các anh chị sẽ thấy là nó không tin cậy. Mình chọn một đoạn nào rất là nhỏ đi. Những cái đoạn như thế này thì là chắc chắn là ăn chọn anh chị nhé, chắc chắn là ăn chọn luôn. Mình chọn một cái đoạn nào nó cực kỳ xương, với đây, các chị đoạn này đi. Đoạn này đang là một sau một downtrend đúng không? Thì đây là cái nhịp hồi đầu tiên anh chị nhé, mình sẽ chọn đây. Cái nhịp ngày đầu tiên là ngày chúng ta quay lại là ngày như này, ngày mùng 6/4/2020 nhé. Thôi, mình chọn một đoạn khác đi. Mình chọn một giai đoạn rất là xương sẩu cho các chị xem. Chờ mình xem. Rất là xương sẩu nhé, mình xem đoạn nào xương sẩu nhỉ. Đây đoạn này đi, các anh chị xem đoạn này đi nhé, đoạn này nhé. Ngày 19/11/2018. Đến khi mà các anh chị bán ra ở đây. Bản chất đây là một gì? Đây là một cái xu hướng hồi. Nó vẫn trong một downtrend đấy chị nhé, cho đoạn này này. Là nó vẫn trong một downtrend. Nhưng mà mình sẽ dùng cái đoạn khó này để mình cho anh chị test xem sao nhé. Thì cái ngày này là ngày mà xác nhận hồi này. Ngày 11/19/2018. Ok này. Ngày chúng ta thủng vào 20 ở đây. Đây này. Ngày này mới thủng vào 20 này. Ngày 19/11/2018 này. Ngày 11 này. 19 này, 2018 này. Ok chị nhé. Tức là ngày này chúng ta xác nhận là chúng ta quay lại và ngày này chúng ta ra. Cái đoạn này nó sẽ giống hết cái đoạn này này. Cái đoạn mà chúng ta đang diễn ra. Ví dụ các chị thấy ở đây là một downtrend đúng không? Đây là một nhịp hồi đúng không? Giả định đây là một đoạn. Đây là một downtrend này. Đây là một nhịp hồi và giả định là downtrend tiếp đi. Ví dụ thế, tất nhiên ở đây chúng ta đang 50-50 nhé. Nó đang là sideways thôi, chúng ta chưa kết luận là downtrend. Nhưng mà đây nó thực sự nó là downtrend. Mình sẽ dùng một cái đoạn rất khó này để mình cho các anh chị test đây. Có phải ngày chúng ta quay lại là ngày này đúng không anh chị? Đấy. Ngày bán ra là ngày đỏ nhá. Bây giờ mình sẽ chạy. 19/11/2018. Ok này. Bắt đầu Explorer này. Ở cái phương pháp này thì mình nghĩ là ở Việt Nam chắc chưa ai làm cái phương pháp này. Anh chị nhá. Các anh chị thấy là mình có viết một cái quyển sách này. Quyển sách này thì thực ra là do mình viết ấy. Amazon nhé. Quyển sách này mình viết, mình nói về cái phương pháp dòng tiền đấy, để cho chúng ta có những cái tư duy về dòng tiền. Các anh chị xem nhé. Best. Đây các anh chị thấy quyển sách này là mình viết ở trên Amazon. Thực ra bán thì nó cũng không chạy lắm, nhưng mà ở đây thì mình muốn là chia sẻ theo một cách rất là quốc tế anh chị nhé. Ngoài cái cách tiếp cận theo kiểu Việt Nam thì mình muốn tiếp cận theo quốc tế, thì đây là quyển sách do mình viết anh chị nhé. Lấy tên Việt Nam thì nó không phù hợp lắm, cho mình có lấy cái tên người nước ngoài thì các anh chị có thể đọc. Và quyển sách này cũng chia sẻ cho các anh chị cái cách tiếp cận đấy. Giống như cách mình nói ấy. Thứ nhất là các cái cách tiếp cận về đầu tư này. Và thứ hai là chia sẻ về con người ta có thể thứ nhất là bảo toàn vốn và có thể được trả lương như thị trường chứng khoán này. Cái thứ ba là có thể đánh bại được chiến thắng là thị trường không này. Cái thứ tư là một số những cái sai lầm trong cái việc phân tích kỹ thuật. Đấy, cái thứ năm là một cái chiến lược mua cổ phiếu theo cái danh mục của những nhà đầu tư, các cái quỹ đầu tư lớn ở một số cái giai đoạn mà thị trường phù hợp này.
Cái tiếp theo là cái chiến lược mua và quản lý các cái cổ phiếu tăng trưởng, thì chính là cái mình đang nói đây này. Và cái thứ bảy là quản lý danh mục và cái mind map cho các phương pháp đấy. Thì nó chính là cái mà mình đang giải thích cho các anh chị này. Đấy, bây giờ thì trở lại đây nhá, nó chạy xong rồi anh chị nhá. Ngày 19/11/2018 nhá, chúng ta lại vào các cổ phiếu BET này. Xem khối lượng này. Khối lượng này. Chọn các cái cổ phiếu xu hướng lên anh chị nhá. Tăng giá nhiều nhất nhá. Đấy thì lọc đây thì các anh chị thấy là nó sẽ có cổ phiếu đầu tiên là cổ phiếu NTL nhà Từ Liêm này, đúng không? Các anh chị thấy mặc dù là chúng ta mua rất là treo leo ở đây, nhưng mà chúng ta vẫn chiến thắng nó các anh chị nhá. Vẫn cho lợi nhuận 8,7%. Thông thường chúng ta sẽ phải mua ở đây hoặc không ai mua treo leo như này cả. Nhưng mà như vậy thì vẫn có cái cho anh các chị lợi nhuận là 8,7%. Cổ phiếu thứ hai là VEA thì mua ở đây, bán đây thì là huề nhá anh chị nhá. Huề nhá. Cổ phiếu thứ ba là TNG nhá. Thứ hai đoạn này các cổ phiếu này đều rất là treo leo. Thực tế thì đối với phía đây thì chúng ta sẽ không mua như thế này. Ví dụ đây là một nền. Không ai mua treo leo mà mua lỏng loẹt như này sau những cái up thrust như này. Nhưng mà đây nhìn thấy nó chỉ lỗ 2,1% thôi. PHR nhé, các anh chị mua ở đây, các anh chị bán ở đây. Tất nhiên cổ phiếu này chưa chạy nhưng mà các anh chị vẫn lời 4,3%. BWE vẫn lời cho các anh 8,9%. FCN các anh chị mua đây, bán ở đây thì các anh chị bị lỗ 1,3%. Tất nhiên nó đang trong cái sườn chạy. GMD thì là GMD lỗ. Các anh chị thực ra mua cũng rất là treo leo ở đây. Đấy. HLG thì là coi như đi ngang lỗ 1,2%. VIB thì cứ mua đây, bán đây, lỗ 6%. Đấy hết rồi. Các cổ phiếu có số 1 ở trên này, có nhiều số 1 ở trên này thì là chúng ta chọn anh chị nhé. Đấy thì thông qua đây thì mình muốn chia sẻ với các anh chị cái cách tiếp cận ở dòng tiền của mình nó rất là khác nhé. Nó là cái gì? Nó là dòng tiền của thị trường, nó là dòng tiền của các cái nhóm ngành nghề, dòng tiền của các cổ phiếu, các cái hình mẫu của thị trường, hình mẫu cổ phiếu, hình mẫu của dòng cổ phiếu. Nó chính là một, đó chính là cái phương pháp đầu tư dòng tiền. Đấy. Còn thực tế trong cái việc mà lựa chọn cổ phiếu hàng ngày thì các anh chị thấy mình đều nói cái Ken Slim mới viết đây nhá. Ken Slim bản chất nó là phương pháp đầu tư tăng trưởng. Những cái doanh nghiệp mà có nền tảng doanh nghiệp tăng trưởng, phân tích cơ bản tăng trưởng và mua tại những cái thời điểm mà cổ phiếu có cái hình mẫu chặt chẽ và có cái mẫu hình mà nó lên giá tốt. Viết đây chính là gì? Viết đây là theo cái dòng tiền của các cái nhà đầu tư lớn, các cái big boy. Thì bản thân hai cái phương pháp này là một anh chị nhé. Hai phương pháp là một. Chẳng qua Ken Slim nó là cái cách lý giải. À viết đây nó là cái cách lý giải của Ken Slim thôi. Khi các anh chị, nếu các anh chị học riêng viết đây á, mà các anh chị không hiểu Ken Slim thì các anh chị sẽ dễ có những cái nội suy suy diễn rất là lan man và có thể rất dễ đến sai lầm. Và nếu các anh chị mà học Ken Slim mà không có viết đây thì các anh chị có một số cái các anh chị không thể lý giải được. Do vậy là hai cái này chính là một, nó chỉ là cái khác nhau ở cách mua thôi. Còn bản chất nó là một. Và chúng ta sẽ dùng cái phương pháp dòng tiền này để chúng ta đánh giá về thị trường chung, đánh giá vào các cái dòng cổ phiếu thì nó sẽ là một cái công thức hoàn hảo anh chị nhé. Đó thì cho mình quảng cáo một chút. Thì đây là sách viết thì là viết cho vui thôi, cũng không phải là kinh doanh. Nhưng mà ở đây thì khi mà làm các cái clip hàng ngày á thì mình cũng có chia sẻ các cái phương pháp, các cái phân tích về thị trường này, phân tích về các cái cổ phiếu này. Và mình cũng có tổ chức các cái khóa đào tạo chuyên sâu anh chị nhé. Thực ra những cái khóa này thì nó không mang chất thương mại đâu. Bởi vì mỗi một lần thì mình chỉ dạy tối đa không quá 10 người. Trước đây thì mình chỉ dạy mấy anh em quen biết và dạy offline thôi. Nhưng bây giờ thấy nhiều bạn cũng mở nhiều kênh, cũng có vẻ là thấy là phát triển và cũng khá là vui. Cho vậy mình tổ chức cái khóa online anh chị nhé. Thì ở đây thì mình cũng sẽ, cái khóa học này nó sẽ khác với các cái khóa học mà các anh chị học đấy, hoặc là các anh chị thấy trên mạng đấy. Bản chất ở đây là mình sẽ thứ nhất là chia làm hai phần. Phần một sẽ chia sẻ cho các anh chị về cách, cái triết lý, các cái cách tiếp cận đầu tư chứng khoán. Đấy, từ những cái triết lý, cái nguyên tắc đấy thì chúng ta sẽ đúc rút ra các cái cách tiếp cận vấn đề giới hạn lại. Và từ đó chúng ta sẽ có cái hướng tư duy cho nó đúng. Tư duy về phân tích kỹ thuật, tư duy thuận và tư duy ngược trên thị trường chứng khoán. Đấy, thì chúng ta sẽ có những cái cách phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và lựa chọn. Trong cái phân tích kỹ thuật này thì chúng ta sẽ dùng để chúng ta xác định về thị trường, xu hướng thị trường chung các anh chị nhé. Xu hướng thị trường chung này, đối với các cổ phiếu thì chúng ta sẽ, đối với Ken Slim á, là chúng ta sẽ phân tích cả cơ bản để đánh giá nền tảng doanh nghiệp, phân tích kỹ thuật để lựa chọn các cái điểm mua. Và đây thì mình sẽ cho anh chị thấy là đối với O'Neil hay Mac Mini Vini thì vẫn là một thôi,
chẳng qua Mac Mini VD thì nó luận sớm hơn một chút. Đấy, các cái điểm bán, các cái cách bán, các cái quản lý danh mục vốn. Phần 2 thì nó thiên về viết đây, nhưng mà viết đây ở đây nó không phải là viết đây theo cái cách mà đơn thuần giống như là Tom William hoặc là Quick, mà bản thân là mình sẽ dùng cả Ken Slim và Mac Mini VD để mình giải biện luận cho cái viết đây nhé. Và đối với các cái sơ đồ, các cái pha của Quick này thì mình sẽ cũng biện luận theo cái hướng của Ken Slim để cho chúng ta có những cái cách tiếp cận đơn giản nhưng mà nó sẽ là hiệu quả, và cuối cùng mình sẽ khớp tất cả nó lại là một anh chị nhé. Thì chúng ta sẽ đúc rút ra được là thứ nhất là hiểu được về vận động của thị trường ra sao, và hiểu được vận động của các cái dòng cổ phiếu, các cái cổ phiếu mạnh, tư duy về cái phương pháp giao dịch chứng khoán của các cái nhà đầu tư lớn và các làm sao chọn được các cổ phiếu mạnh, hiểu được cái phương pháp thế nào là dòng tiền. Dòng tiền là cái mình vừa nói cho các chị này. Đấy. Hiểu được Ken Slim và viết đây, khớp lại thành một nhé. Ba cái này chính là một, nó là một chứ nó không phải là ba đâu anh chị nhé. Và chúng ta sẽ xây dựng được các cái quy tắc, các cái quy trình giao dịch một cách hợp lý, và chúng ta có cái cách đi vốn hợp lý. Thì mình sẽ tổ chức trước là offline. Online thực ra là khóa đầu tiên đấy, thì 27 tháng 8 mới bắt đầu tổ chức khóa học. Thì hiện nay là có 7 anh chị đăng ký học rồi, thì các bạn thì quan tâm thì có thể đăng ký học ở khóa này hoặc là có thể học ở khóa sau. Đó thì đó là các cái chia sẻ của mình ngày hôm nay anh chị nhé. Thì ngoài ra các anh chị có những cái comment hoặc có những cái câu hỏi gì thì các anh chị có cái ý kiến gì mong mình được chia sẻ rõ hơn thì các anh chị có thể comment ở phần bên dưới thì mình sẽ làm các cái video giải đáp. Ok, cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại. Các anh chị vui lòng subscribe kênh để nhận các cái bản tin mới nhất từ Thoát Chứng Khoán anh chị nhé. Cảm ơn các anh chị.